Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Bizun TV. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một cái series nữa của rắn săn mồi. Và hôm nay thì mình sẽ đi với một em rắn rất đẹp luôn các bạn ạ. Một con rắn phải nói là mệnh danh là một con phượng hoàng lửa nhá, trong cái game này. Vâng, với quả mắt nhìn rất là bắt mắt và có cả mao ở trên đầu nữa. Thì em này đặc biệt là một trong những cái skin đặc biệt nhất ở trong cái game rắn săn mồi. Và hiện tại thì mình thấy là rất là ít bạn có được sở hữu được cái skin này. Ok, và bây giờ mình sẽ đi tiêu diệt những con rắn top 1 của ngày hôm nay nha. Và hôm nay thì mình sẽ đổi đi một tí, mình đã đổi cái đồ ăn của nó cũng như là mình đã chuyển sang cái màn màu đen. Bình thường thì mình vẫn đánh cái màn màu xanh nha các bạn. Mình xem thử xem cái màn màu đen này đánh nó có hên không, với lại là nó có đẹp hơn so với lại cái màn màu xanh không các bạn ạ. Ok, sau khi các bạn xem clip này của mình thì các bạn cứ trải nghiệm và các bạn cho bình luận xem là cái màn màu đen này nó thế nào nha. Ây da, mình đang có âm mưu đi tiêu diệt con rắn này mà nó rất là tỉnh các bạn ạ. Bây giờ chưa có một sai sót nào cả. Chưa có một sai sót nào hết. Ok, lòi nhòi với chúng tôi à. Rất khó khăn. Ý, đây rồi, đồ ăn free. Ok. Vâng, chúng ta rất là hên các bạn ạ. Không cần phải tiêu diệt cũng có đồ ăn free để ăn rồi. Mình vẫn quyết định để đi tiêu diệt cái con rắn US này nha. Rắn US một mắt với chúng tôi lòi nhòi lắm các bạn. Phải tiêu diệt bằng được nó các bạn ạ. Lậm cháo, quá hay luôn. Cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt được em ý. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi săn cái con rắn 1.362.000 điểm. Rất to các bạn ạ. So với con rắn của mình có 9.000 điểm thôi thì phải nói là con rắn này là một con rắn khổng lồ luôn. Wow, thơm quá nha em ơi. Một thanh niên nhoi nhoi vào đã bị mình bẻ lái một phát là bay màu luôn. Đấy rồi, lại có một thanh niên nhoi nhoi nữa rồi. Chạy với chúng tôi à? Chạy với chúng tôi này. Ê, mày chui vào đây. Mày chui vào đây, cái thằng nhoi nhoi này. Ây đùa chứ, pha nó bẻ lái mà sao lại chết được nhờ. Ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục một cái game nữa nha. Trận này mình sẽ phải cẩn thận hơn các bạn ạ. Không thể làm mà chết đơn giản như vậy được. Con này có cái skin cực đẹp luôn các bạn ạ. Rất đẹp. Ý, lậm cháo. Uầy, vẫn không chết các bạn ạ. Con rắn này là quá khéo léo luôn. Ui, một con rắn siêu to đây rồi. Rất to các bạn ạ. Ok, chúng ta phải bình tĩnh. Vâng, cái đuôi của nó rất dài. À, mình thấy rồi. Mình đã thấy cái bình màu xanh này rồi. Chúng ta ăn với cái bình màu xanh để chúng ta có thể tăng cái tốc độ của chúng ta lên. Để chúng ta có thể vẩy một phát là nó sẽ bay màu ngay các bạn ạ. Đã có bình tốc hành thì mình đâu có sợ đâu nhờ. Đấy, một em nữa. Để mình đi khống chế và tiêu diệt từng em một.
Ok, nói nhoi với chúng tôi à? Ái da, tôi đâu có làm gì đâu, tôi chỉ ăn ké bạn xíu thôi mà bạn căng đấy nhờ. Thôi, mình không chơi với bạn nữa, mình đi tiêu diệt cái con rắn to béo này. Con này nó rất là tỉnh luôn các bạn ạ. Ái da, cái đầu của nó đây rồi. Vâng, nó vẫn không lộ cái đầu để cho chúng ta tiêu diệt. Phải nói là một thanh niên rất là tỉnh luôn. Lợm cháo. Ý. Ok, con rắn nhoi nhoi này. Nhoi nhoi với chúng tôi à. Wow, rất là to các bạn ạ. Càng ngày nó càng to luôn. Được, hãy xem anh đây. Hãy xem anh đây. Sao nó tỉnh thế nhỉ? Uầy, vậy mà cũng không chết luôn kìa. Thanh niên quá hên các bạn ạ. Nó mặt đen là nó bay màu với mình rồi. Ý da. Mày hả bưởi? Mày chui vào đây làm cái gì? Con này nó lại loi nhoi theo mình. Wow, không có tốc hành các bạn ạ. Có tốc hành là bay màu với mình rồi. Ok, cuối cùng thì nó cũng bay màu. Chúng ta không cần tốc hành. Vâng, chỉ cần một cái thế cực đẹp thôi là chúng ta có thể tiêu diệt được nó rồi. Ôi, sao nó ngắn ngủn đi nhờ. Mình tưởng nó dài lắm chứ. Ăn chút xíu đã hết đồ ăn rồi các bạn ạ. Hay là mấy thanh niên bên dưới này nó đã sâu xé hết đồ ăn của mình rồi. Sao mà nó ngắn ngủn được như vậy ta? Đùa chứ. Tốn bao nhiêu công để mình quay nó. Cuối cùng ăn được có chút xíu à các bạn. Đấy, một thanh niên. Một thanh niên to béo các bạn ạ. Không biết có quay kịp con này không. Con này nó rất là to và nó dài nên là mình đang còn bé nên không biết nó có quay kịp nó không nha các bạn. Ý, em quay cái đầu qua đây em ơi. Từ từ đã, chúng ta cần phải bình tĩnh, cần phải di chuyển thông minh để cho cái đuôi của nó tiến lại gần đây. Quay xém là bay màu rồi. Thật là nguy hiểm. Thật là nguy hiểm. Đúng rồi. Con rắn này bực mình với nó thế nhờ. Ok, chúng ta đã vào được top 7 với 41.000 điểm rồi các bạn ạ. Vâng, các bạn nào cảm thấy cái skin này ở trong cái màn này nó đẹp và nó dễ đánh thì các bạn hãy comment nha. Ui, đùa chưa? Nguy hiểm thế. Cái con rắn này nhoi nhoi này. Mày chạy đi đâu hả em? Chạy đi đâu? Nó toang rồi các bạn ạ. Ok. Quá thơm. Ui. Ghê quá các bạn ạ. Vâng, thanh niên áo sọc đen này nhoi nhoi về chúng tôi à. Wow, đùa chứ. Wow, một pha thoát chết phải nói là thần sầu luôn anh em ạ. Xém nữa là bay màu rồi. Vâng, phá đó mà cái con rắn kia nó khép góc lại thì chỉ có Chúa mới cứu được cái con rắn của mình thôi. Quá hên luôn, mình tốc biến thành công. Lậm chảo. Mày, nói nhoi với chúng tôi à. Chạy đi đâu hả em? Mình sẽ cho con này
bay màu luôn. Ok. Vâng, chúng ta lại bị xuống top 11 rồi các bạn ạ. Mấy con rắn kia nó ăn rất là nhanh và nó đã chiếm được cái top 7 của mình rồi. Ui, đùa chứ, xém là bay màu các bạn. Rất là nguy hiểm luôn. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Khu vực đặc biệt nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút xíu thôi là bay màu ngay các bạn ạ. Ok, và bây giờ chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của cái clip này. Đó chính là đạt được cái trọng lượng là 80k. Vâng, 80.000 điểm nha các bạn. Chúng ta đã có 80.800 điểm rồi. Ui, khu vực đông quá các bạn ơi. Rất là đông luôn. Thanh niên rất đẹp các bạn ạ. Đây rồi. Ui, xém chết các bạn ạ. Nguy hiểm quá. Liệu có thoát ra được không các bạn? Ôi, nguy hiểm quá. Đi vào mấy cái khe đó là rất dễ chết nha các bạn. Chỉ cần sơ sẩy một chút xíu thôi là bay màu ngay. À, có đồ ăn free. Quá thơm. Ok, chúng ta ăn đồ ăn free đã các bạn. Sau đó mình sẽ quay lại mình quay cái con này. Lữ hoàng băng giá. Rất đẹp. Vâng, cái đuôi của mình đây rồi. Wow, một con rắn siêu to đấy. Ok, để mình sẽ tiêu diệt con này, sau đó mình sẽ sang mình quay cái con rắn này. Ok. Con này nó ăn xong nó định bỏ chạy các bạn ạ. Láo thật. Có đồ ăn quá thơm. Ây, một thanh niên nhoi nhoi. Vâng, một thanh niên nhoi nhoi đu theo mình các bạn ạ. Chạy đi đâu hả em? Quay, đùa chứ. Nó thấy đồ ăn là nó lao vào như tên lửa luôn. Sợ thật đấy. Đấy rồi. Vâng, mình đã quay được em ý rồi các bạn ạ. Chạy đi đâu hả em? Nói nhoi à? Định đi ăn hôi các bạn ạ.
chảo này. Đùa với chúng tôi à? Đâu rồi? Chạy vô đây. Mày có dám chạy vô đây không hả? Lậm chảo mày luôn. Cho mày lên dĩa luôn nha. Wow, nguy hiểm thế. Lòi nhoi à? Chạy đi. Bây giờ thì mày chạy đi. À, một thanh niên vừa mới sinh ra ở trong cái khu vực mà không lên sinh nữa các bạn. Lẩm chảo, quả thơm, quả béo luôn anh em ạ. Ok, và bây giờ chúng ta đã lên được top 8. Vâng, lại tụt xuống top 9 rồi. Mấy con rắn này nó nhảy nhót liên tục, làm mình không kịp trở tay luôn. Bảng điểm số liên tục thay đổi. À, mày hả bới? Mày hả bới? Anh bắt được mày rồi nha. Ok, nhốt nó đã. Vâng, bảng điểm số lại thay đổi rồi. Chúng ta đã lên được top 6. Wow, một con rắn siêu to. Nhưng mà thanh niên này quá đáng tiếc. Anh ấy đã bay màu ngay tức khắc. Mày fail thế nhờ. Đã có một thanh niên vừa bị tiêu diệt. Vâng. Chạy với chúng tôi à? Chạy đi bạn ơi. Cho tôi xin một mạng nha. Con rắn này cũng khá to đấy các bạn ạ. Khả năng em ấy cũng nằm trong top 10. Ý da. Rồi xong phim em này rồi. Ôi ôi ôi, đùa chứ. Làm gì hả em? Ok. Thanh niên đầu vuông. Gì vậy? Mình chưa kịp làm gì luôn đấy bạn ạ. Quá thơm. Wow, xéo rất là toang các bạn. Xém rất là toang. Chỉ cần một chút xíu nữa thôi, mình bẻ lại qua bên kia là bay màu rồi. Thật là hên. Ý, nhoi nhoi à. Số phận của mấy thanh niên nhoi nhoi này chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Đùa chứ. Biu, nguy hiểm đấy nhở. Khu vực này rất là đông rắn, cần phải hết sức cẩn thận. Ấy, đây rồi. Mày lôi nhoi à? Quá thơm các bạn ạ. Quá trời đồ ăn luôn. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái top 8. Bảng điểm số vẫn chưa hề thay đổi một chút nào, cho dù điểm số có một chút thay đổi nha các bạn. Chúng ta đã có được 104.000 điểm. Tuy nhiên thì thứ tự xếp hạng vẫn chưa có gì thay đổi cả. Và đây là một thanh niên. Vâng, với quả giáp cực đẹp luôn các bạn ạ. Ý, đùa chứ. Thanh niên này nóng tính thế nhờ. Mày nhoi nhoi à? Mày nhoi nhoi đi, mày ăn đi. Mày ăn xong rồi mày cũng toang thôi em ạ. Mày cũng bay màu thôi. Ok. Ok man. Ok, chạy làm sao được hả em? Wow, con rắn mình bây giờ mới phát huy được cái khả năng của nó các bạn ạ. Bây giờ nó mới dài ra và bây giờ chúng ta mới có cơ hội để đi tiêu diệt những em rất là thơm này.
Vâng, chúng ta đã lên được 124.000 điểm rồi. Tiếp tục đang tăng điểm số rất nhanh các bạn. Ui, thơm quá các bạn ơi, double kill luôn. Ok, và bây giờ chúng ta đã tiến được lên top 3 rồi nha. Sau một hồi uốn lượn thì chúng ta đã lên được top 3 server với 235.000 điểm. Rất nhanh các bạn ạ. Đây chắc chắn là mục tiêu tiếp theo rồi các bạn ơi. Đó, bay màu rồi. Mình chưa kịp nói hết câu thì nó đã bay màu rồi. Vâng, lại là một thanh niên lòi nhòi nữa. Lòi nhòi với chúng tôi. Lậm chảo một em nha. Chúng ta lại có đồ ăn free rồi các bạn ạ. Rất đơn giản. Quay đùa chứ, may mắn quá các bạn ơi. Xém nữa là bay màu rồi. Vâng, pha đó mà cái con nữ hoàng băng giá này nó không bay màu thì mình chắc cũng bay màu thôi. Tại vì cái đường đi qua quá hẹp luôn. Cái khe quá hẹp, mình không đủ để mình lách qua các bạn ạ. Rất là may mắn. Ok. Vâng, chúng ta vẫn đang ở top 3 server với 238.000 điểm. Vẫn chưa có gì thay đổi cả. Ui, đây rồi. Đấy rồi, chúng ta lại có đồ ăn rồi các bạn ạ. Nòi nhoi với chúng tôi này. Chạy đi đâu hả em? Rất là thơm. Ui, đùa chứ nó chui vào cái khe vậy mà nó không chết luôn các bạn ạ. Xém nữa là mình đâm phải nó rồi. Vâng, và bây giờ chúng ta đã lên được top 1 server.
Ok, đến đây thì nhiệm vụ của chúng ta là hết sức đơn giản rồi. Mình sẽ kết thúc cái clip này ở đây và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Bạn nào cảm thấy video này hay thì hãy cho mình xin một like nha và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Các bạn nào cảm thấy yêu thích cái skin này cũng như là cái màn chiến đấu này thì hãy cho mình xin một like, đồng thời là comment xuống phía dưới để chúng ta có thể tương tác với nhau nhiều hơn. Ok, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Bây giờ chúng ta sẽ đi tự sát thôi. Ây da, lụm chéo.